Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư thiền hữu tri thức, hôm nay con lặt lá mai để hoa mai được nở kịp Tết này. Thấy mai có đôi lời hay hay muốn chia sẻ, con kính gửi đến chư vị thiền hữu tri thức. Kính thưa chư vị, khi lá mai nó chưa có vàng, nó chưa tự động rơi mà mình lặt nó thì cây mai có đau không? Chắc là có ít nhiều. Nhưng đây là mình chủ động lặt thì nó đau thôi. Nhưng mà cái gì chủ động thì nó khó chứ nó không có khổ. Cũng giống như vậy trong cuộc đời mình á, cái gì mà mình chủ động buông, chủ động bỏ, mình chủ động rời, mình chủ động quên thì nó có vẻ khó, nhưng mà nó dễ hơn là mình để bị động. Một vật, một người, một việc nào đó mà mình không chủ động mà mình bị động phải buông, phải bỏ cái vật, cái người đó ở trong cái tình thế ấy thì mình không những khó, không những đau mà còn khổ nữa quý vị. Chất chứa nhiều quá ở trong lòng mà mình không thực tập buông bỏ những thứ mà mình nắm giữ xưa nay, nó chỉ làm cho mình rất là khổ, rất là khó, rất là đau khi những vật đó nó vô thường thay đổi, hoặc khi mình sanh lão bệnh tử đến cái lúc mình cũng phải buông bỏ những thứ đó. Mà lòng mình chưa có muốn buông, lòng mình chưa muốn bỏ mà buộc mình phải buông, hoặc buộc những thứ đó nó vô thường nó bỏ mình, hoặc người thương bỏ mình, hoặc vật vô thường bỏ mình, hoặc mình vô thường bỏ thứ đó, thì lúc đó tâm tư mình rất đau đớn, khổ sở. Ví dụ một người cận tử nghiệp mà có quá nhiều người thương, có quá nhiều của cải, có quá nhiều hạnh phúc thì buông bỏ dễ, hay là một người không có gì buông bỏ dễ khi mà họ trong lúc lâm chung ra đi. Cho nên ta thấy có rất là nhiều con người rất là hạnh phúc trong cuộc đời này, nhưng họ chính là cái người đau khổ nhất, khó khăn nhất, dằn vặt nhất, đắng cay nhất vào lúc cuối đời ra đi. Như vậy, thành công đích thực nó không có nghĩa là ở trên cuộc đời này nắm giữ để rồi cuối cùng mình không chủ động được một cách tự tại ra đi. Cho nên Đức Phật mới chủ động ra đi, bỏ tiền tài vật chất, cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan, để chủ động ra đi á, là bởi vì Ngài đi ra bốn cửa thành và Ngài thấy rõ ràng là cuối cùng thì Ngài cũng là một cái xác chết. Cho nên những cái thứ mà ở ngoài kia dù nó còn đó, nhưng mà Ngài cũng trở thành xác chết thì Ngài cũng phải bị bỏ, và Ngài cũng phải bỏ những thứ mà Ngài có. Cho nên Ngài chủ động bỏ đi. Nên không phải là mình buông những cái gì mình có, là vợ chồng, con cái, ruộng vườn, nhà cửa, hạnh phúc của thế gian, nhưng mà mình chủ động buông những cái thứ mình đang có đó trong tâm mình, tức là đừng có dính mắc vào đó, đừng có tự hào, tự đắc, tự đại, tự cao những gì mình đang có là mình nhất, mình hay, mình hơn, mình tốt đẹp, mình khôn ngoan, mình tài giỏi, mình được người ta cung kính, xong mình đồng quá, mình chấp dính cái tôi bản ngã mà của mình vào trong đó, để rồi tới chừng nào đó cái một cách bất thình lình vô thường ập đến thì mình đau khổ chứ không ai đau khổ hết. Vì cái thứ mà mình bỏ thì nó khổ, nó khó, nó đau thì mình bỏ dễ, nhưng mà nó hạnh phúc, nó tuyệt vời, nó tốt đẹp thì mình bỏ rất là khó. Mà đời này thì người ta không có đi tìm đau khổ đâu, người ta chạy trốn đau khổ và người ta đi tìm hạnh phúc. Nhưng mà lạ lùng là cái chính cái hạnh phúc đó sau cùng nó lại là cái thứ làm cho mình đau khổ nhất. Cho nên mình chủ động, kính thưa chư thiện hữu tri thức, buông, mình chủ động bỏ. Đó là cái bài học thứ nhất, chủ động buông bỏ để khỏi khó, khỏi khổ, nội tâm mình không dính mắc. Cái bài học thứ hai á là, kính thưa chư vị, khi mà chúng ta thấy lá rất là nhiều trên cây á, nó xum xê, nó có cái màu xanh dễ chịu, dễ nhìn, xưa nay mình quen thuộc nếu như mình thấy cái lá nó như thế này. Nhưng khi mà mình ngắt cái lá đi thì mình thấy nó trơ cành trụi lá thế này, thì mình thấy dường như có một cái khoảng trống, lòng mình sẽ hụt hẫng, phải không? Nếu như mà xưa nay mình thương một người, quý một vật, ở trong một gia đình, thường làm một hành động, một thói quen nào đó, bây giờ mình thay đổi nó, là nó bỏ mình, mình sẽ cảm thấy một cái khoảng vắng, một sự hụt hẫng nhất định nào đó. Thoạt nhìn là vậy thôi, nhưng quý vị hãy nhìn kỹ nha, nếu như mà một chùm lá thế này bây giờ con lật ra, thì cứ mỗi một cái lá được lật như thế này thì có một cái thứ khác nó hiện lên, đó là cái búp mai. Quý vị thấy, như thế này. Chúng ta có lật đi cái chùm lá, chúng ta mới thấy được cái búp mai nó hiện rõ. Cho nên hãy bỏ được một thứ là một thứ khác có cơ hội trồi lên trong sự sống của mình. Nếu mà mình nhìn kỹ và nhìn sâu vào sau những thứ mình buông bỏ thì một cái không gian nó xuất hiện. Và trong cái không gian đó có rất là nhiều
cái nụ hoa đang chờ đợi để được nở và làm đẹp cho đời. Có vẻ rất là khó khăn cho chúng ta buông bỏ, nhưng nhiều khi ta bỏ người đó rồi, sau đó ta mới biết là ta được nhiều lắm, chứ không phải giống như lúc đầu ta mới bỏ là ta nghĩ ta mất quá nhiều. Không có gì mất và còn hết á. Cái lá này trước đó nó cần thiết để nó nuôi dưỡng chất cho cây và cây ra hoa. Nhưng mà cái lá này khi buông bỏ đi á, ta thấy ở trong cái búp này nó cũng có cái lá. Nên cái búp mai nó là sự tiếp nối của cái lá. Nó không có phải là mất cái lá là mất đi tất cả, mà chỉ tạo một cơ hội cho cái sự tiếp nối của cái lá nó được có điều kiện thuận lợi hơn thôi. Nhất là ví dụ trời mà càng lạnh thì mình càng nên ngắt cái lá mai sớm để nó kịp cái thời gian mà nó trổ đúng Tết. Đặc biệt là khi điều kiện bên ngoài, hoàn cảnh sống của mình nó khó, nó khổ, thì tâm mình cũng phải thực sự là buông bỏ một cách chủ động trước để cho đời sống của mình nó dễ dàng hơn. Phải không? Khi điều kiện bên ngoài mà khó khăn thì lòng mình phải sẵn sàng buông bỏ những cái sự dính mắc, buông bỏ những sự cố chấp ở trong lòng để mình ít bị tác động tiêu cực. Thời tiết này lạnh kính thưa quý vị, cho nên phải ngắt mai sớm. Cái bài học thứ ba, lá mai này đó, nó có giá trị vào cái thời điểm quá khứ đến giờ để nó nuôi dưỡng chất cho cây, cây nở ra búp. Nhưng mà đến một lúc nào đó trong hiện tại nó phải được buông bỏ đi. Nếu không á, nó sẽ trở nên chướng ngại cho chính những cái thứ mà nó nuôi dưỡng để rồi tiếp nối nó một cách tốt đẹp. Một lúc nào đó rồi người lớn phải xuống ghế để nhường ghế cho người nhỏ lên. Tre già thì măng mọc. Một việc làm nào đó, một hành động nào đó, một người nào đó mình thương, mình quý, mình mến, mình làm, mình giữ, mình tô bồi nó. Một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ thì nó đẹp, nó cần thiết. Nhưng đến một lúc nào đó nó trở nên cực kỳ chướng ngại nếu mà mình không buông bỏ nó. Việc làm của mình là xong, đời thì phải suy nghĩ, nhưng không có thị phi. Trước sau gì mình làm hết lòng rồi mình đi, việc của mỗi người tự biết. Tự tại dưới thị phi á, thì lòng mình nó bình yên. Buông bỏ đi những gì mà mình đã làm ở quá khứ để từng cái phút giây của đời sống hiện tại nó được trọn vẹn hơn, đáng quý hơn. Và những cái gì mà mình làm đó là để cho mình hạnh phúc chứ không phải để mình khổ đau. Nhưng mà mình càng làm mình càng khổ đau là bởi vì mình cố chấp, mình dính mắc vào, mình tìm cái lời khen của đời. Suốt cuộc đời mình đó, để đi tìm một lời khen thôi. Làm thiệt là nhiều để đời công nhận, để người công nhận. Mà đời không công nhận, người không công nhận, thành ra mình đâm ra đau khổ, mình thấy thất vọng, tại sao đời bất công. Nếu như mình đi tìm lời khen á, thì người đó sẽ đau khổ suốt đời. Và mình sống rất không có thật với mình. Và đời sẽ không những không khen mà còn chê nữa. Vậy đó là cái hư danh của cái ảo tưởng bản ngã. Còn nếu như mà mình thật lòng mình sống ở việc cần thì thế gian này nhiều lắm. Mình cứ hành động khi mà cái hoàn cảnh nó cần. Và khi mình hành động xong rồi á, thì mình buông bỏ. Nhân như vậy, duyên như vậy thì nó thành tựu công đức bất thình lình. Và cái đó mình gọi là may mắn. Nhưng thực tế thì mình cũng không có đi tìm sự may mắn, mà sự may mắn tự tìm đến mình. Sự may mắn tức là sao? Sự may mắn tức là mình hãy cố gắng làm việc tốt, để việc tốt khi đủ duyên nó sẽ đến với mình một cách bất thình lình. Mình không có hẹn trước. Và cái điều tốt đẹp, các tường bất thình lình đến không hẹn đó được gọi là điều may mắn. Nhưng thực tế thì có may mắn không? Không. Những gì mình làm trong quá khứ một cách tốt đẹp thì những điều tốt đẹp trong vũ trụ sẽ vận hành trở ngược lại với mình. Cho nên kính thưa quý vị, khi mình tạo một cái nhân tốt, mình đừng e ngại rằng cái quả tốt không đến với mình. Đủ nhân đủ duyên á, mọi thứ nó sẽ tự biểu hiện. Ví chẳng thử một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Cho nên không đợi quả, chỉ hết lòng tạo nhân thôi. Kính chúc quý vị ngắt sạch những cái lá mai muộn phiền, giận hờn, hận thù, lo sợ, bất an của năm cũ để đón một năm mới đầy những sắc màu hương hoa của hoa mai rực rỡ hạnh phúc, bình yên, thương yêu và tha thứ.
Nam Mô A Di Đà Phật.